nước tẩy trang hoa hồng mang đến làn da tươi mới và cảm giác thư giãn tự nhiên. Được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên đắt giá trong làm đẹp như là hoa hồng, rau má, lô hội và nhân sâm, nước tẩy trang này không chỉ làm sạch da mà còn dưỡng ẩm và cung cấp dưỡng chất giúp da trở nên khỏe mạnh và tươi sáng hơn. Và điều mà Nguyên Ngọc ưng nhất ở cái sản phẩm này là hương hoa hồng tự nhiên, dịu nhẹ. Nó mang lại một cảm giác rất là thư giãn cho quá trình tẩy trang hàng ngày. Những thành phần trong nước tẩy trang của Denature thì không chỉ giúp loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn một cách hiệu quả, mà nó còn làm giúp làm dịu da, làm mềm da và phục hồi da bị hư tổn. Sử dụng sản phẩm này thì Nguyên Ngọc cảm thấy là da của mình được sạch hơn, được nâng niu hơn và mùi hương hoa hồng tươi làm mình cảm thấy rất là dễ chịu. Nó thư thái như kiểu là mình vừa được ngửi một bó hoa hồng ở trên tay vậy mọi người ạ. Và nước tẩy trang này của nhà Denature được thiết kế để phù hợp với mọi loại da, kể cả là những làn da nhạy cảm. Thế nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng quý vị nhé.